Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với The Reviews. Ở thời điểm hiện tại, nếu bạn muốn tìm mua một sản phẩm smartphone là một điều khá là dễ dàng khi bạn có rất nhiều sự lựa chọn từ các hãng tên tuổi khác nhau. Các bạn có Xiaomi, Samsung, iPhone hoặc là một số những hãng khác như Huawei và một số hãng Việt Nam nữa. Tuy nhiên thì ở di động thông minh đang có một số dòng sản phẩm của Sharp và Fujitsu. Và đây là hai nhà sản xuất mà đem lại cho mình rất nhiều cảm hứng về mặt thiết kế cũng như là những tính năng độc đáo của những sản phẩm ra mắt cách đây khoảng tầm từ 2 đến 3 năm nhưng có những nhiều tính năng vượt trội vào thời điểm hiện tại. Và hôm nay thì có một đứa con mới về nữa trong dòng họ nhà Fujitsu. Nó có một cái tên gọi khá là dài là Fujitsu Arounder X F02G. Tuy nhiên thì mình sẽ đặt cho nó một cái tên là Thần Long Mặt Trời. Thiết bị này có một cái màu sắc vô cùng là quyến rũ cũng như là có một cái thiết kế ở ngoài rất là hầm hố và cứng chắc. Bên đó thì bên trong của nó có một cấu hình rất là mạnh mẽ trong một tầm giá rất là rẻ ở thời hiện tại. Và cái mức giá và chương trình khuyến mại của nó thì mình sẽ tiết lộ ở phần cuối video. Nên các bạn cố gắng là theo dõi xuyên suốt video này nhá. Ok, chúng ta cùng bắt đầu review về sản phẩm này. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với bạn một số cảm nhận đầu tiên về thiết kế của chiếc máy này. Các sản phẩm của Fujitsu từ trước nay luôn duy trì một sự sáng tạo nhất định khi mà mỗi sản phẩm ra mắt là một cái kiểu thiết kế khác biệt. Trong cái thời điểm này thì một số những chiếc điện thoại na ná giống nhau làm cho khách hàng thì rất là nhàm chán và không có sự nổi bật. Thì nhìn lại chiếc Fujitsu F02G Thần Long này có một cảm giác rất là khác biệt ở mặt sau. Khi quay chiếc máy lại ở mặt sau thì điểm nổi bật nhất trong thiết kế chính là cái viền kim loại được vát cắt ba cạnh khiến cho một cái kết cấu của máy nhìn rất là hầm hố và mạnh mẽ. Và cái viền kim loại này được gia công khá là tỉ mỉ ở những cái nhát cắt kim cương sang trọng. Và cái viền này thì rất là dày đặn và cứng cáp, đảm bảo cho chiếc Thần Long này được chống chịu va đập một cách tốt nhất. Đó, bạn có thể thấy rằng là các góc này được vát hơi xuôi một chút và bốn góc này nó tạo thành một cái khối vững chắc hơn. Đó, nhìn tổng thể mặt trước này bạn có thể liên tưởng ngay đến một sản phẩm mà mình đã trên tay cách đây khá là lâu rồi, đó là chiếc Cat S60 của Bullet Mobile. Ở phần mặt giữa thì bạn sẽ có một cái chất liệu bằng nhựa là polycarbonate. Tuy nhiên thì chất liệu này được thêm một cái phần đặc biệt là nó trộn thêm tinh thể kim cương và nó tạo nên một độ cứng và khả năng chống chảy xước cao hơn gấp 5 lần so với nhựa bình thường. Và các bạn cầm trên tay sản phẩm này có thể nhận ra một số cái điểm bị cấn xước ở các góc cạnh của viền cắt kim cương. Tuy nhiên ở mặt sau thì nó rất là trơn và nó sẽ là không bị xước nữa và nó rất là đẹp. Đó, bạn có thể cào và lấy chìa khóa lấy dao cạo thoải mái nhưng bạn chỉ biết đi là nó hết ngay. Ngoài ra thì sản phẩm này sẽ có một cái vân tay dạng trượt ở mặt sau và giống với các sản phẩm Fujitsu khác. Ở bên trên thì các bạn sẽ có một cái mic thu âm, một cái đèn flash và bên cạnh đó là một cái camera khá là lồi. Bên này sẽ là một cái cảm biến hồng ngoại. Đó, mà phần mặt sau nó cũng khá đơn giản. Cánh phải thì bạn sẽ có một cái nút nguồn ở đây. Đó, rất là thoải mái khi bạn cầm tay thuận tay phải. Bên dưới là sẽ là một cái nút tăng giảm lượng hơi thấp một chút. Bên trên thì bạn sẽ có một jack cắm tai nghe 3.5mm. Cổng sạc và cổng nam châm thì nó sẽ đặt ở bên phải và nó được đậy khá là kỹ. Vì sản phẩm này sẽ được trang bị cái chuẩn chống nước là IPX58. Đó, đây là khe cắm thẻ nhớ sản phẩm này. Quay trở lại phần mặt trước của thiết bị này, ngoài cái bốn cái góc được vát kim cương đây ra thì bạn sẽ có một màn hình rộng 5.2 inch. Độ phân giải của nó rất là khủng lên tới 2K. Và với những bạn nào mà hay nghiền những thước phim Full HD hoặc là 2K 4K trên mạng hay là muốn thỏa mãn với độ mịn không tưởng thì chiếc Fujitsu F02G Thần Long này sẽ thỏa mãn bạn một cách tốt nhất. Với cái mức độ điểm ảnh thuộc top hàng đầu thế giới là 564 PPI hiện nay thì nó sẽ cho những bạn phát những cái video ngắn cực kỳ đẹp ở trên thiết bị này. Và có thể thoải mái trải nghiệm trên YouTube với sản phẩm này, là một sản phẩm có đầy đủ những cái có CH Play, bạn có thể tải tất cả ứng dụng về. Ngoài ra thì một điểm cộng của sản phẩm này nữa là màu sắc và độ nghiêng của nó cũng khá là tốt. Nó được trang bị cái màn hình là LCD và trên tấm nền là IPS nên bạn có thể nghiêng máy mà không lo bị cháy sáng ở góc điểm. Cũng như là máy có độ sáng khá là cao thì mình sử dụng ngoài trời cũng khá là ổn ở thời điểm hiện tại rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cấu hình phần cứng của thiết bị này. Chiếc Thần Long Fujitsu F02G này được trang bị một con chip nổi nhất ở thời điểm năm 2014 là con chip Qualcomm Snapdragon S801. Nó khá giống với sản phẩm như là Mi 4 hoặc là những sản phẩm Sharp trước đây. Nó sẽ chạy trên cái nền tảng là Android 5.0.2 chạy sẵn. Và với con chip này, với màn hình 2K thì bạn có thể hoàn toàn trải nghiệm giải trí xem game hoàn toàn đã với sản phẩm này. Một vài thông số khác về sản phẩm này, nó sẽ được trang bị bộ nhớ trong là 32GB và hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB. Ngoài ra thì phần camera có một điểm nhấn trên thiết bị này, nếu như camera trước của nó chỉ là 2.1MP mà thôi. Tuy nhiên thì ở mặt sau thì bạn sẽ có một cái camera chính đạt độ phân giải là 20.7MP. Nó là sử dụng cảm biến của Sony rất là nổi tiếng và nó hỗ trợ cả công nghệ quay phim lên tới độ phân giải là 2K. Rất là khủng so với tầm giá của nó. Và nó sẽ có hỗ trợ bảo mật vân tay như mình chia sẻ ở đầu video rồi. Ngoài ra thì viên pin của máy cũng khá là lớn là 3.500mAh, thì bạn có thể sử dụng khoảng tầm từ 1 đến 2 ngày rất là ok. Và bây giờ thì mình sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về nguồn gốc và chất lượng của chiếc Fujitsu F02G này. Thì những sản phẩm Fujitsu F02G Thần Long hiện nay được nhập về là những sản phẩm cũ. Và tùy theo hình thức của máy thì mình sẽ được phân loại làm cấp A, cấp B và cấp C. Và những sản phẩm cấp A thường rất là khó chảy xước và gần như là không bị cấn móp gì cả.
Ngoài ra những sản phẩm cấp B, những sản phẩm rẻ hơn thì những sản phẩm có xước sắt nhẹ một chút, có thể có cấn móp nhẹ. Là sản phẩm này có đặc thù là trên màn hình có thể có những đốm phản quang nhẹ. Trên cái nền trắng thì bạn có thể soi kỹ mới thấy, nhưng sử dụng bình thường thì vẫn rất là ok. Cuối cùng là sản phẩm cấp C, là sản phẩm có lẽ là trên tay mình đây, những sản phẩm có xước sát hoặc cấn móp nhiều quanh viền. Tuy nhiên chất lượng của máy vẫn ổn định và được kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng trước khi bán ra. Và vừa rồi là một vài thông tin về nguồn gốc và chất lượng của chiếc Fuso F02G Thần Long này. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với bạn về một chút về chương trình ưu đãi và dành cho những khách hàng đặt hàng đầu tiên nhân dịp Tết Dương lịch năm 2018 này. Thì Di động Thông Minh đang niêm yết sản phẩm này với mức giá cao nhất là cho sản phẩm cấp A là 2.490.000, cấp B sẽ rẻ hơn 200 với là 2.290.000 và cấp C là rẻ hơn 400.000 với là 2.090.000 mà thôi. Với một cấu hình khỏe và màn hình đẹp như vậy thì mức giá của nó hoàn toàn là phù hợp. Tuy nhiên thì với những khách hàng đặt hàng đầu tiên thì Di động Thông Minh có những phần quà và chương trình ưu đãi như sau. Với 20 khách hàng đầu tiên đặt hàng cho sản phẩm cấp A thì sẽ được giảm giá trực tiếp 500.000. Có nghĩa là bạn mua sản phẩm cấp A chỉ còn là 1.990.000 mà thôi. Với 5 mua suất khách hàng tiếp theo đặt hàng cho sản phẩm cấp B cũng được giảm trực tiếp 500.000. Có nghĩa là bạn sẽ mua sản phẩm cấp B với giá là 1.790.000. Và với cuối cùng là 50 khách hàng đặt hàng một chiếc máy Fuso F02G Thần Long máy cấp C, chỉ mua chiếc máy này có giá rất là rẻ, chỉ là từ 1.590.000 mà thôi. Và các bạn nghĩ xem, suy đi tính lại, với một giá chỉ tầm 1.500.000 thôi thì bạn có thể tìm một sản phẩm nào có màn hình đẹp hơn sản phẩm này, có một cái hiệu năng tốt hơn sản phẩm này không? Ngoài cái nhược điểm của đó là máy chưa có tiếng Việt và một số chiếc máy như trên tay mình là sản phẩm mà có xước sát một chút về phần ngoại hình, nhưng bù lại thì bạn có sở hữu một cái mức giá quá là rẻ cho một sản phẩm có màn hình 2K, có chip xử lý mạnh mẽ, pin pin ấn tượng, một cái camera rất là đẹp nữa. Thì các bạn có suy nghĩ về sản phẩm này và có lựa chọn nó không, hay lựa chọn một sản phẩm như ở Trung Quốc khác, thì hãy để lại cho mình comment ở bên dưới. Và các bạn đừng quên truy cập website diệuthongminh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc Fuso F02G Thần Long này. Và nếu các bạn có nhanh tay đặt hàng thì hãy truy cập ở link mô tả mình để phần bên dưới. Còn giờ xin chào và hẹn lại ở các video lần sau. Thank you.